Hello cả nhà, tiếp tục hôm nay chị sẽ khui tiếp cái con Nado 2. Con này là ngạo kiếm vô song S. Đây là cái con ngạo kiếm vô song mà lúc chưa thăng cấp, con này là thăng cấp của cái con này. Lúc tập cuối là mới xuất hiện con này nè. Nó đấu với cái con cánh chim bạo lốc S. Và cánh chim bạo lốc S thì cuối cùng thì nó vẫn thắng cái con này. Nhưng mà có một điều nè các em thấy không? Đó, nhìn cái hộp đi. Trời ơi, không biết là họ để như thế nào mà cái hộp của chị nè nó nát bét luôn á, rất là tiếc luôn. Nó còn nát hơn cái hộp của con ưng công nữa. Nhưng mà thôi kệ, giờ là khui ở bên trong đừng có sức mẻ là được, đúng không các em? Đó, bây giờ mình nhìn ở bên ngoài đi ha. Nhân vật này là Bandona nè. Đây là cấu trúc của con quay. Đây là hai cái mặt ở dưới, mình có thể là thay đổi mặt với nhau là mặt thuận nè, còn cái này là mặt lật ngược lên, cũng giống như những con quay kia thôi. Bây giờ mình khui ra thử coi nó có cái gì mà mới mẻ trong này không em. Nado 2 thì chị thấy là nó không mạnh bằng Nado 3 rồi đó, nó yếu xìu à. Trời ơi, coi nè, nó cong nè, nó te tua tàn tạ. Cái này lấy bằng ủi ủi không biết nó có thật không. Bằng ủi ủi nó teo luôn giá. Nhưng mà bên trong thì không có sao, nó chỉ móp hộp thôi các em à. Móp quá luôn móp á, coi nè. Cái này nắng lại chắc cũng được, không đến nổi. Đây là giấy sticker, tờ giấy của tất cả con quay. Nado 2 chị không có đủ đâu, Nado 2 chị có mấy con à. Tổng cộng là 20 con nhưng mà chị thiếu đã 5 con rồi, là tức là chị có 15 con à. Thiếu nhiều dữ. Đây cũng là cái tay quay có 3 tốc độ. Level 1, level 2, level 3. Vậy thôi. Gắn cái đầu này vô thì các em đã biết rồi ha, chị không có cần review nữa. Ấy, bây giờ mình coi con quay thôi nào. Đây con quay cận cảnh nè các em. Nhìn một cái lớp nhựa trên này đẹp ha. Ở dưới này nó có mấy cái bánh răng các em ơi. Để chị mở nó ra, 4 cái bánh răng này có thể xay được nè. Ở dưới đế này á, thì cái dòng này nó có những cái bánh răng nè, có để mình xoay cái đế. Các em xoay tới là nó lòi lên một đế, xoay ngược lại thụt xuống, xoay ngược lại nữa lên 3 đế, xoay ngược lại là xuống đó. Tức là nằm chính giữa là sẽ là đế phòng thủ. Xoay qua phải là đế bền bỉ, xoay qua trái hết luôn là đế tấn công. Đó, hay ha. Nhưng mà đế này không biết cái đế nào nó sẽ mạnh đây. Này mình sẽ để lú chút xíu thôi cũng được. Hoặc mình có thể tăng tốc độ lên. Hoặc mình sẽ giảm nó xuống một chút xíu đó. Rồi thôi mình sẽ mở con quay ra xem. Chị hay dùng cái cây mở khóa của Nado 3 bởi vì cầm nó rất là dễ hơn cái tay cầm nhỏ của Nado 2 đây. Cái mai mở khó này là chị không thích bởi vì cái bảng nó mỏng quá. Thích cầm cây của Nado 3 hơn. Ây da, thì ra cái này là nguyên một khối luôn các em ơi. Không có gỡ được, không gỡ được. Những con quay khác thì mình có thể gỡ ra từng miếng. Nhưng mà bây giờ cái này là nó đã được liên kết với nhau bởi 4 con ốc rồi. Để chị phẫu thuật nó ra thử xem nha. Ra rồi. Ồ, bên trong có một cái bánh răng bự nè. Nó mới xoay được nè. Mình xoay một cái là mấy con kia nó cũng xoay theo, bởi vì có bánh răng bự tà bá lửa ở đây. Vậy thôi à. Đây, chị đã gỡ nó ra. Thôi, bây giờ gỡ nó ra rồi thì cất công gắn nó lại. Chứ gì được gì đâu. Đó, miếng dưới. Cái dòng sắt này nó cũng dày. Nhưng mà chị thấy cái dòng sắt này nó không có dày bằng cái dòng sắt của con ưng công đâu. Thôi giờ mình gắn nó vô. Mình sẽ cho nó đấu thử với mấy con quay kia thử nó có mạnh không nha. Con quay này đơn giản ha. Có cái mặt quay cố định một đế. Rồi, còn ở trên là cái khóa chứ cái nắp chiến thần là hết rồi. Rất là nhẹ nhàng, gọn gàng. Đó,
Nhưng mà con quay này đẹp quá à, siêu đẹp ấy. Dù nó có mạnh hay không thì chị vẫn thích con quay này á, đẹp quá à. Còn đây là lắp ngược, mình chỉ cần lật nó lại rồi lắp vô để là xong mà. Rất là đơn giản các em mà không biết là mặt nào nó sẽ mạnh hơn thôi. Thì mình sẽ test nó từ từ nha. Mình sẽ coi thử là cái mặt nào nó thắng nhiều hơn ha. Đó, là mặt nó như thế này nữa. Đế thì có 3 tốc độ, còn mặt thì có 2 loại mặt, vậy thôi à. Nhớ cho chị một like nha các em. Thế là chị thấy là trong tất cả con quay Nado 2 thì chị thích 3 con này nhất ha. Theo ý kiến các em là con quay nào các em thích nhất, hãy nhớ để lại bình luận bên dưới cho chị biết nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó thi đấu thôi nào. Đang là đế phòng thủ á. Phòng thủ bằng cái mà nhô lên hết âm như là mình kêu không có mạnh bằng nếu ra tháng là được. Thời anh kia ngược địa này phải kết không đúng rồi, anh là dòng đôi bạn chưa nó êm hết chứ đúng rồi, nó chạy rất là êm luôn, nó còn êm đó. Một phát là chết mất liền, thấy không? Nó còn em hơn lúc còn bỏ đi. Đó là đế phòng thủ á. Phòng thủ, đế phòng thủ mạnh lắm. Rồi chưa? Còn ra đây con à, ảo kiếm cô sao? Dặn ra luôn. Dặn cái này cao không chết luôn mà cũng dặn ra. Ôi con này tiếc là mình không quay từ đó. Tính ra con này là như là chính mới là đúng nè, không? Con này hay quá, con này mạnh mẽ quá. Nghi là nó thắng luôn con ưng công ổng. Cái con mà xấu đế hả? Ừ. Chưa chắc không? Trường. Ông thủ tới luôn. Ấy rồi, nó lên kia ngồi chơi rồi. Phát văng xuống rồi, nó đá phát văng lên đâu. Nó lấy lực quá trời. Hay quá. Nó lấy lực. Hay quá. Kinh thiên thần tiễn. Đục kinh thiên. Lên đi, ảo kiếm vô xong. Có lên đi. Công thân dĩ học. Anh không không biết được nó đánh đi đâu không. Quá. Quá. Họ cũng nghĩ đế công bằng là mạnh nhất rồi. Rồi thử đi, thử đi. Đế công bằng thắng là biết rồi đó. Đúng rồi. Đây là đế cân bằng nha. Đổi đế nha, đế cân bằng. Rồi chưa bấm. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu, hiểu quá. Nó đi. Ủa? Sao lại? Đế này nó thắng nè. Đế này thắng nè. Đi ra đi. Đế cân bằng đã thắng được cái bằng luôn. Đây. Ôi da, con này. Con này lùn nè, con này lùn. Lùn thì có sẽ nó sẽ thắng nó, đúng rồi, lần nó sẽ có lợi thế hơn. Được chưa? Thấy không? Nhưng mà cái con này nó nè. Thấy chưa rồi? Con thân trí thơ thấy không? Con thân trí thuật hả? Đó, thấy chưa? Nó chém đầu ra. Đúng là đế cân bằng mạnh nhất mà. Phi tiêu bảo ảnh. Nó thuộc chắc rồi. Rồi chưa qua mở. Rồi thôi chắc rồi, cần tạo ngạo kiếm vô chá. Mà thôi chưa phải là tớ. Hiểu rồi, nó chém vô đế mà nó phải chém vô cái dòng sắt thôi. Có mấy lực trên nơi nó chỉ chạm vô sắt thôi. Ngọc băng xanh lam. Dòng S luôn hả? Ừ. Ngọc băng xanh lam bây giờ bắt đầu là đấu dòng S với dòng S đấy. Được chưa? Này chỉ biết hả? Sao con bé hả? Con đi dọc chồng luôn. Có lên đi, ngạo kiếm vô. Đó, còn cái ngạo kiếm vô xong. Đang ngạo kiếm có khả năng thua rồi. Biết rồi đó. Ba, ngọc băng
xanh lam mà lên chế độ phòng thủ này con. Rồi chỉnh chế độ phòng thủ không đâu đây. Chỉnh sang chế độ phòng thủ đấu với Ngọc Băng xanh lam. Chuyện nó đi, ngạo kiếm vô xong S sờ sờ sờ. S sờ cuốn luôn. Gì thắng mình nữa. Ngạo kiếm vô sao sao mà yếu quá giờ. Mày yếu đến nỗi thắng nó luôn rồi đó. Thắng rồi kìa. Thì phòng thủ tết cung ha. À phòng thủ ha, phòng thủ tá. Ờ màu này con lửa xám xếp. Rồi giờ bằng thôi. Rồi. Yeah. Đúng rồi, con ngọn lửa nó yếu lắm mà. Chưa kịp thay đế nó cũng thua. Đây, nhân vật chính nè. Đó. Chắc nhân vật chính đó. Nhân vật chính mà vẫn thua. Nhân vật chính nghi mẹ nghi là thua được đây. Nhân vật chính chắc rồi. Cố lên đi. Ngạo tiếp cơ xong đây là chậm tay đấu giữa hai con đều phòng thủ hết. Đúng rồi. Bây giờ rồi. Sẽ chuyển sang tấn công. Chậm tay đấu giữa con gì ta? Cánh chim bảo lóc S. Cánh chim bảo lóc S và ngạo kiếm vô lâm. Ngạo kiếm vô xong S. Nói mà liều lưỡi luôn. Rồi. Nè, cánh chim bảo lóc thắng. Đúng rồi. Ủa vậy kỳ á, con cánh chim bảo lóc hôm bữa nó cũng thua chắc mặt luôn á. Mà sao giờ nó thắng vậy? Đấu lại. Đây, chỉnh sang chế độ tấn công để đấu với cánh chim bảo lóc nha. Rồi chưa ăn được. Đã dăng một phát ra khỏi bàn đấu luôn. Con biết rồi sao? Sao? Chém ở đây nè, xong phạt ra. Rồi, cái dòng sắt của nó là hệ tấn công mà. Lộn đây. Không phải tấn công mà là siêu tấn công, giống như Star Factory luôn á. Ừ, đúng rồi ha. Giống thôi, đúng rồi á. Nó như cũng có ba cánh giống Star Factory thiệt chứ. Ba nói mới để ý nè, giống Star Factory chứ. Không biết từ lâu rồi. Vậy hả? Để cân bằng coi. Rồi, qua đổi. Đây, đã chuyển sang đế cân bằng. Mới nãy hai đế kia đều thua hết rồi đó. Bây giờ chuyển sang đế cân bằng. Giờ chỉ còn hy vọng là đế cân bằng thôi. Chứ con này mà thua con này hơi nhục mạ. Hai kỳ á ta. Hôm bữa con này con cánh chim bảo lóc nó thua rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà sao giờ con đó nó lại thắng rất là nhiều. Đúng rồi các bạn ơi, cái con này mà thua mà cái mùa xong mà thua là hơi nhục á nha. Vì chưa ăn thử. À, hết nhục rồi. Hết nhục rồi. Lại lần nữa coi. Lại lần nữa nha, để coi thử là cuối cùng là em nào mạnh hơn. Rồi vô. Hãy cho hết nhục đi. Qua làm đi. À, hai con đều vô lỗ. Lại đây. Rồi vô bao con. We don't take animals. Ờ, ô lờ nè, câu lờ nè. Phòng thủ. Phòng cân bằng hết cùng đi. Con mấy cái đế nhô lên á mới là tấn, mới là phòng thủ chứ không phải. Đúng thiệt mà, lúc mà phòng thủ nó con thấy nó cực kỳ chiến thắng. Xin thông báo con này đã thua cánh chim bảo lóc 3 lần. Chị kỳ vậy. Thua 3 lần, nó chỉ thắng có 1 lần duy nhất à. Bây giờ test 1 lần nữa, nếu mà nó thua là nó thua nha. Bây giờ chị cho chỉnh đế phòng thủ nha. Đây, đế phòng thủ đây. Giờ lại một lần để phòng thủ nữa thử coi. Rồi chưa ăn. Đừng quay cho dày rồi, lại cho lớp cơm chi dày. Ờ. Mấy ờ, nó dập một phát là thắng. Hai con này cũng ngang tài ngang sức quá là lúc lại thắng, lúc con này thắng, lúc con kia thắng à. Nhưng mà là thắng nhiều hơn. Một lần nữa nha, bởi vì nó thắng cho nên là thắng mới có hai lần à, tết một lần nữa. Rồi chưa ăn. Em nó đã là lọt vô hố rồi. Tết một lần nữa. Tức quá. Trời ơi, cái tay cầm này thôi bèo nhèo vậy mà cũng thắng. Tay cầm này lại thua đấy. Rồi. Đi chưa, ăn ơn. Em đã vô lỗ thôi, không test nữa nha.
là nó thua cánh chim bảo lóc rồi. Nó có thắng nhưng mà nó chỉ thắng 2 lần à. Con này nó quá mạnh đi. Tiếp tục. Còn một cái con cuối cùng đó là Thánh Thiên Cực Địa. Trời thưa anh ơi. Rồi con Thánh kia nó thắng xong rồi. Đã chiếm vị trí trung tâm. Cái vòng sát của con Thánh kia nhìn nó rất là kiên cố, còn nó dài luôn á. Ủa, mới nói xong nó đã thua. Gì trời dạ, không hiểu nổi luôn. Con Thánh Thiên con nào nó cũng thắng mà sao giờ nó thua con này. Con này nó lại thắng hết mấy con mà nó thua cánh chim bảo lóc. Trong khi cánh chim bảo lóc thua rất là nhiều con luôn. Cái gì vậy? Không hiểu luôn á, không hiểu. Cái đợt test này thật kỳ quá. Hay là do bàn đấu vậy? Tại giờ con giật mạnh đâu, giờ tôi đi chưa ăn rồi. Xin thông báo ta đổi bàn đấu, ta tức quá mà. Về chờ bằng luôn. Làm cân bằng kết cùng luôn. Đó. Cũng còn tùy theo bàn đấu nữa. Em buồn ngủ luôn, cái bàn em buồn ngủ luôn hết trời. Cái bàn này nó rất là cân bằng, nó không có tấn công mạnh như cái bàn kia. Đó, nó cứ chi chạy thôi à, nó giống như vườn nhau vậy đó. Buồn ngủ hết trơn luôn hết trời. Nó phận ai quay đó à, không có cần à. Cái này chạm không? Cái bàn kia thì tấn công rất là dữ dội, còn cái bàn này thì bây giờ thắng rồi, ôi rồi màu vàng thắng chắc rồi đó. Hay chưa, cái bàn này thì cái con Thánh Thiên Cực Địa lại thắng đó. Bàn này Thánh Thiên thắng, thấy không? Rồi thấy chưa, lại lần nữa nha, một lần nữa thôi. Bây giờ đang mình sẽ chỉnh đế lại là đế phòng thủ đi. Đó, đế phòng thủ nè. Rồi chưa hoàn rồi. Không vô tay cho người quá. Không vô bàn đấu rồi. Cái bàn đấu này nó cân bằng thì mấy con quay nó quay ổn định hơn á. Còn cái bàn đấu kia là nó sủng á, nó thiên về tấn công nhiều hơn. Đó, thấy chưa? Ở đây thì Thánh Thiên thắng à. Bàn đấu này cân bằng là thắng. Đó. Mới nãy con này thắng nhiều đúng không? Bây giờ mình cho nó lại. Con chưa ăn rồi. Đó, bây giờ là phần ai thắng. Chú bảy nè. Thôi, thì bàn đấu này biết ai thắng rồi. Một đợt màu đen. Con màu xanh. Cái bàn này á, ai mà quay lâu nhất á thì sẽ thắng nè, nó cân bằng. Con biết ai thắng rồi. Video này kết thúc rồi. Video này đã kết thúc rồi. Hãy nhấn đăng ký và hãy like và share và subscribe cho mình nha. Bye bye. Có khả năng là con đó cánh chim bảo lóc thua đó, thấy chưa? Bạn bye bye. Cánh chim bảo lóc thua. Bye bye nha. Thôi video của chị đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi kênh của chị nha. Nếu thích các em hãy cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Bye bye.